Em chào tất cả anh chị em mình đã đến với video của em ngày hôm nay cả nhà. Thì video hôm nay em quay tổng thể khoảng tầm 18 loại lan cả nhà ha. Thì giá luôn để anh chị em tham khảo. Mặt bông em sẽ chạy trong từng loại anh chị ha. Mặt bông em sẽ chạy trong video thì cả nhà mình có thể tham khảo ha. Đầu tiên thì số 1 là bà liễu chậu lớn nha. Bà liễu chậu phi 16 là giá là 165.000. Giá 165.000. À, xin lỗi 150 cả nhà ha. 14 nè. Giá 150.000. Đó. Thì chia sẻ cả nhà luôn, chậu này thì cái chậu nào cũng có bông bối hết á, nhỏ lớn gì cũng có bông bối hết nè cả nhà. Để anh chị mình chơi hoa luôn. Rồi cái tiếp là Antensan. Antensan anh chị ha. Cái dòng này thì cây nó rất là thấp nhưng mà có bông rất là đẹp. À, em bán cái cây Antensan này giá rẻ luôn, giá 70.000 luôn anh chị em sưu tầm, dòng này đu nắng nha cả nhà. Rồi cái tiếp là Urawang giá 65.000, mặt hoa thì trên video luôn ha. Mặt hoa thì hôm nay em chạy lên nhiều lắm rồi. Cây rất là khỏe luôn. À, chính sách thì cũng như em quay luôn cả nhà ha. Rồi thỏ tím mid red, thỏ tím mid red, dòng này thì cả nhà mình có thể chốt thoải mái ha, giá rất là rẻ luôn, 65.000. Đây thỏ tím mid red hay thỏ tím mình vậy ha, đó giá 65.000. Đây là chớp thái nè. Chớp thái nha cả nhà, cây này là cái chớp thái. Chớp thái, cái này là chớp chắc nha, chớp chắc chuẩn bị nổ rồi nè. Đó, chuẩn bị nổ cái bông rồi đó. Thì có mấy cây có nụ thôi. Giá cây chớp thì 125.000. Giá cây chớp thái này 125.000 nha cả nhà. Đó. Rồi đây là hoàng hậu. À, xin lỗi vũ nữ nha. Đây là cây nụ vũ nữ vàng xưa. Thì cây rất là lùm cả nhà mình ha. Cây rất là lùm. Chậu này rất là lùm. Chậu phi 10 thôi. Vũ nữ thì giá là 85.000. Nó bằng với cái hoàng hậu, hoàng hậu cũng giá 85.000 luôn. Hoàng hậu nè anh chị ha. Đó. Cây rất là đẹp, củ rất là mập. Rồi, quan tâm đến những dòng chớp á, thì anh chị mình sưu tầm ha. Dòng chớp thì em lưu ý anh chị mình á, ở đây là chớp sổ số. Nhưng mà anh chị mình sổ ra một cây mà chuẩn, một cây mà chuẩn cây chớp á, thì cái giá trị rất là cao. Ở đây em bán giá thì chỉ bằng một cái cây đen ru nắng thôi, bình thường thôi. Nếu anh chị mình sổ ra mà cái cây nó là cái chớp thì cái giá trị thì anh chị mình có thể tham khảo tên nó và giá trên thị trường người ta bán hướng ha. Thì ở đây là giá đồng giá 75.000 một chậu. Bằng nó tất cả loại chớp của em là sổ số là ba loại là Susan với tím đỏ với Ruby Sapphire, Sapphire Ruby á. Thì bằng giá là 75.000 nha cả nhà. Thì giờ video này thì chia sẻ anh chị em mình tổng quan để anh chị mình tham khảo ha. Cây rất là mềm, rất là tơ, chưa bao giờ có ngồng bông nào ha. Cây nào có dồi bông là em không có bao giờ bán nha. Tại vì nhiều khách người ta nói mình sổ rồi bán là không được. Cây này phải để sổ số với đúng nghĩa của nó. Rồi đây là cây Sapphire Ruby. Dòng này Sapphire Ruby, nó cây rất là lực luôn nha cả nhà. Hàng tơ hoàn toàn, sổ số nha. Đó thì anh chị em để ý ha, cái lá rất là to. Dòng này thì sổ ra mặt bông cực kỳ đẹp luôn. Kỳ đẹp. Rồi kế tiếp là Susan, giá 75.000 hết nha cả nhà. Susan. Đó cây này cái Susan. Cây tơ hết, cây này em bán lúa non luôn á. Rồi. Đây là cây kinh ba. À cây kinh ba này anh chị em nào sưu tầm thì hiện tại kinh ba có giá 70.000 nha cả nhà. À, cây kinh ba như thế này đây. Mặt hoa thì em sẽ chạy sao cho anh chị em tham khảo. Rồi cây Gatom. Gatom Sunday. Gạt ton xin đây anh chị ha. Cây này nó giống như họ nhà Hoàng Thảo Thái Bình á. Cây rất là mập. Thân rất là nụ rụt rịch nha anh chị ha. Đó anh chị tham khảo ha. Đó cây nó rất là nụ rụt rịch đó. Rồi cái tông đó là 165.000 một cây nha anh chị ha. Còn cái cây đây là một cái cây Dendro lá biên này thì 250 một chậu. Anh chị em nào sưu tầm thì mời 250 một chậu ha. Hàng này rất là đẹp luôn, số lượng có giới hạn cả nhà. Cây mà mập như thế này thì lựa rất là kỹ. À, hàng này sổ số luôn. Những mặt bông rất là đẹp nha cả nhà ha. Sổ số ra để anh chị em tham khảo ha. Rồi cái tiếp là cây Bensuda. Hàng mới về nha cả nhà, hàng Bensuda. Giá 140.000 một chậu. Mà đặc biệt cái chương trình của hàng Bensuda này nó đang còn hấp dẫn nha. Chương trình Bensuda này thì đang có ngầm hoa nè, rồi hồi tối em có đưa mặt bông lên để em chút em lấy mặt bông đưa cho anh chị em xem ha. Thì 140.000 một chậu. Rồi Bensuda này thì có mặt bông luôn nha cả nhà, anh chị em mình khổ sợi sai bông ha. Bông rất là thơm nha cả nhà. Đó
cái này là bông bối, nó ra bông bối thôi mà nó đã đẹp như vậy rồi. Đúng 5 cánh sao mai à, 4 cánh một cái lưỡi đó, rất là thơm cả nhà. Rồi đây là mini Yaya, anh chị em nào chơi thì chốt giúp em ha, chậu là 65.000. Cây rất là khỏe và đang có bông bối rất là thơm ngon luôn. Dòng này không có thơm nha, nhưng dòng này không có thơm nha anh chị em ha, bông rất là đẹp nha chứ không có thơm. Lưu ý lại, cây rất là cao to luôn, khỏe, 65.000 một chậu luôn. Nó thì bông thì ngập trời luôn. Còn cái tiếp là ngọc điểm ha, ngọc điểm một cặp là 280. Anh chị em mình sưu tầm thì cứ liên hệ ha, thì có rất là nhiều cây, nhiều cái thân lá như thế này anh chị ha. Đó. Thì ngọc điểm là 258 một cặp. Rồi anh chị em mình hỏi lộc vàng thì có lộc vàng luôn, giá 90.000 ha, một bụi tùm lum luôn. Lộc vàng. Đây, lộc vàng giá 90.000. Em sang chậu lại nha cả nhà ha. Rồi kế tiếp là sin cam 130.000. Dòng sin cam ha. Đó, thì hôm nay thì lên rất là nhiều loại để anh chị em sưu tầm. Rồi ở đây có mấy cây chấp hồng. Cái chấp hồng thì đang giảm giá cho anh chị em mình luôn, 80.000 một chậu, còn 4 cây nha. Hôm bữa giao cho khách Đà Nẵng mà Đà Nẵng cấm rồi nên không có vào được á, thì bán lại luôn là 80.000 một chậu luôn nha cả nhà, chấp hồng, dòng chấp hồng. Còn đây là cái sin sổ số, nó mới dùng sin sổ số thì có một số cây. Đây bò tím à. Này sin sổ số anh chị em. Đó thì chia sẻ anh chị em mình luôn. Còn này là cây bò tím giá 70.000, Dendro nắng lửa bò tím ha. Giá 70.000 một chậu. Hiện tại em đang về vô nhà nó mưa anh chị ha. Ướt cây quá nó em đóng hàng không được. Còn đây là cây vàng cớm. Kêu vàng chanh chứ xin lỗi, vàng chanh. Cây vàng chanh rất là lực nha cả nhà. Đó, giá 60.000 một chậu luôn. Rồi. Rồi đây là cây bà liễu. Bà liễu giá 70 nha. Cái này là bà liễu 70, cây bà liễu kia thì 150, cây bà liễu này 70. Rồi cảm ơn cả nhà, video hôm nay giới thiệu anh chị mình tham khảo một số loại ha. Rồi cả nhà mình có quan tâm thì cứ liên hệ. Rồi cảm ơn cả nhà. Chúc anh chị mình một buổi trưa thật là vui vẻ anh chị ha. Trời ơi cái giờ này nó cái mầm nó tím ghê lắm anh chị ha. Thỏ tím nè. Rồi cảm ơn tất cả anh chị mình đến video của em ngày hôm nay cả nhà.